Bánh nhìn rất là đẹp, cái màu vàng rất là đều. Bánh nhìn rất là mềm là các bạn, bóng đẹp. Các bạn nhìn nè, rất là đẹp luôn. Cái hoa văn ở trên cái bánh thì rất là rõ ràng luôn nè. Chào các bạn, hôm nay Taylor muốn chia sẻ với các bạn một cái món ngày Trung Thu thì ai cũng thích hết các bạn. Cái món này gọi là bánh Trung Thu thập cảnh. Thì hôm nay Taylor muốn chia sẻ với các bạn một cách làm bánh Trung Thu thập cảnh. Bạn nào mới tới channel của Taylor, Taylor rất vui được làm quen với các bạn. Taylor mong rằng các bạn bấm subscribe ở dưới cái màn hình để subscribe vào channel của Taylor. Nếu mà các bạn thích cái bánh Trung Thu thập cảnh của Taylor ngày hôm nay thì xin vui lòng bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Thì nguyên liệu hôm nay Taylor có cho cái nhân bánh đó các bạn, thì Taylor có đây là hạt bông hướng dương nè các bạn, hạt điều, hạt mè, này là lá chanh nè các bạn, hay là các nhuyễn ra, lạc xưởng, mứt bi đao, hạt bí, hạt hạnh nhân. Rồi đây thì là có mà vỏ chanh. Ở đây là mứt gừng ngọt các bạn. Đây là trà bông. Rồi rồi trong thời đó thì theo là có thêm mứt bột bánh dẻo nè, nước đường làm bánh trung thu nè, rượu rượu nấu ăn các bạn, rồi thêm miếng nước. Rồi cái trứng thì Taylor mua trứng đã có chồng đỏ sẵn vậy đây các bạn. Bây giờ mình có thể ngâm một tí rượu rồi mình đi nướng với lại dầu mè các bạn cho nó thơm lên. Rồi cho cái vỏ bánh thì Taylor có 75g bột mì đa dụng, 75g bột bánh bông lan. Ở đây Taylor có 1/8 muỗng cà phê baking soda các bạn, 25g dầu ăn, 95g nước đường, 90g nước đường các bạn. Đây 70g bơ đậu phộng, kem bơ đậu phộng. Rồi cái nước đường để làm bánh đó các bạn thì Taylor mua cái này ở ngoài chợ Mỹ nó bán đó các bạn, đọt corn syrup nó, cái này là cái nước syrup của bắp đó các bạn. Đây. Cái này mình không cần phải nấu, mình dùng cái này được rồi các bạn, tại mình dùng ít lắm cho nên mình mua cho nó tiện. Rồi cái khuôn bánh đó thì Taylor sẽ dùng khuôn lò xo các bạn. Cái khuôn của Taylor thì 150g. Rồi để bắt đầu thì Taylor sẽ ngâm cái trứng này nè các bạn, chồng đỏ trứng vịt này nè, trứng vịt muối này nè. Mình ngâm chút rượu nấu ăn các bạn. Mình ngâm cho nó xíu cho nó ra cái mùi tanh của cái trứng á các bạn. Rồi sau khi 2 phút Taylor sẽ lấy ra, Taylor rửa sạch sẽ. Rồi bắt đầu mình phải đi chét miếng dầu mè lên rồi mình đi đi nướng nha các bạn. Rồi đây các bạn, thay là chuẩn bị làm bột. Thì trước khi làm bột thì mình phải gây cho cái bột nó mịn các bạn. Mình chọn hai cái loại bột lại đây, bột mì đa dụng với lại bột bánh bông lan các bạn. Rồi mình gạn cho nó, mình gây cho nó mịn ra. Rồi đây các bạn, rồi mình làm một cái khoảng lỗ nhỏ nhỏ đây nè. Mình sẽ bỏ nước đường vào đây các bạn. Rồi mình bỏ dầu ăn. Rồi mình bỏ bơ đậu phộng nè các bạn. Cái này là baking soda. Rồi mình trộn hỗn hợp này lên cho nó đi. Tất cả những nguyên liệu thì là sẽ bỏ ở dưới cái khung hướng dẫn nha các bạn. Thì các bạn vào đó thì xem cụ thể hơn. Bây giờ mình chọn cái này cho nó đều rồi xong rồi mình sẽ rửa tay, mình bỏ mình vô đây mình bóp nhồi cái bột này cho nó mịn lại các bạn.
Rồi sau khi nhồi bột xong rồi các bạn, bây giờ thì là sẽ để cho cái bột nó nghỉ nha các bạn. Mình bịch cái giấy lại nè, để cho cái bột nó nghỉ. Trong khi đó, để nghỉ 30 phút các bạn, trong khi đó thì thay là sẽ đi trộn cái nhân này lên. Rồi các bạn, sau khi trứng của mình đã rửa gù và mình rửa lại nước sơ sơ lại các bạn. Rồi bây giờ thay là để đem trứng đi nướng nha. Bây giờ mình sẽ tha một tí dầu mè lên cho nó thơm cái trứng. Bỏ tất cả vào cái thau này các bạn. Lá chanh thơm quá. Rồi ở đây thì là sẽ bỏ nước đường, nước đường làm bánh đó các bạn. Nếu các bạn muốn thích vị ngọt vị mặn á, các bạn có thể cho dầu hào hoặc là xì dầu cũng được. Đây thôi là thích vị ngọt cho nên bỏ nước đường. Rồi thay là cho một tí rượu nấu ăn các bạn, cho nó thơm. Mình trộn lên cho nó đều. Rất là thơm luôn các bạn. Rồi mình sẽ cho bột bánh dẻo. Cái bột bánh dẻo này mình cho từ từ thôi các bạn, mình không có cho nhiều. Cho nhiều á một nên nó cứng lắm, cho nên vừa có cái độ dính là được các bạn. Rồi bây giờ thay là sẽ nhồi bằng tay. Rồi bây giờ sẽ làm mỗi cái nhân là 100 các bạn, 100 gram. Mình thả cục trứng vô đây luôn nha. Nhiều quá lấy ra. Rồi 101 cũng được các bạn. Nhét cái lỗ cánh giữa là các bạn, mình nhét cái cục trứng của mình vô. Rồi mình đậy lại. Đây là các bạn, đây là cái viên nhân của Taylor. Mình tiếp tục làm cho khi nào hết cái nhân này nha các bạn. Mình căng như trứng luôn là 100 gram vậy đó. Trong máy ba cũng được các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái cục bột này là các bạn, mình đem ra mình chia cho đủ 6 viên nhân nha, 6 viên cái giỏ, 6 cái giỏ bánh. Rồi các bạn, mỗi cái theo là cái giỏ bánh á, thì là mình làm 2 phần nhân 1 phần giỏ nha các bạn. Cái khuôn có thể là 150 gram, thì thay là đã có 100 gram nhân ở đây, mình có 50 gram giỏ bánh. Rồi mình sẽ thiếu một tí cũng không sao các bạn, tại cái bột bánh này đó mình cần phải cái bột bánh
nó mỏng càng tốt. Rồi, mình sẽ làm cho cái bánh này mỏng ra càng mỏng càng tốt các bạn. Mình sẽ lấy cái cây cán mình cán ra cho cái vỏ bánh nó mỏng. Rồi mình sẽ cầm cái miếng bánh vỏ bánh này lên. Mình sẽ bỏ cái viên nhân lên các bạn, mình chùm cái viên nhân lên nè. Mình phải chùm cho sát, thiệt sát nha các bạn. Rồi mình cứ vuốt cái bột khi nào mà mình đậy lại cái nhân này thôi. Mình đậy kín lại nha các bạn. Mình bóp thật chặt. Rồi mình lăn cho đều. Rồi đây các bạn, Taylor đã có một cái viên nha. Giống như thế này đây, rất là mỏng, cái vỏ rất là mỏng, cái nhân thì rất là nhiều. Thì trước khi mình đóng bánh thì mình tha cái miếng dầu ăn vô cái khuôn bánh của mình nè các bạn. Mình tha sơ sơ cái dầu ăn để cho cái bánh nó đừng có dính vô cái khuôn đó các bạn. Rồi mình để vô cái khuôn, mình sẽ lấy cái lòng bàn tay mình ấn nhẹ xuống. Rồi mình ấn xuống nha các bạn. Rồi đây thì là có một cái bánh rất là đẹp luôn. Rồi đây các bạn, bánh của Taylor đã đóng xong. Sắc nét bánh rất là đẹp luôn nè các bạn. Bây giờ mình mở lò lên, mình chuẩn bị đợi lò nóng là mình đi nướng nha các bạn. Rồi các bạn, trước khi mình bỏ vô lò nướng thì mình xịt nước cho cái bánh của mình nó dễ định hình đó các bạn. Với lại bỏ vô vậy nướng nó không có bị nứt cái bánh. Rồi Taylor đã xịt nước xong, bây giờ mình bỏ vô lần đầu tiên mình nướng trong vòng 13 phút với nhiệt độ 375 độ F các bạn. 13 phút đầu tiên nha, 13 tới 15 phút cho cái bánh mình nó vàng đều là được. Taylor chọn 14 đi. Đây nè các bạn, bánh của Taylor mới lấy ra lò lần đầu tiên. Sau khi mình lấy ra mình xịt thêm nước các bạn cho cái bánh mình nó đừng có bị nứt, với lại nó sẽ làm cho cái bánh mình mềm hơn. Rồi đây các bạn, bây giờ mình sẽ để cho nó nguội thiệt nguội, bánh nguội thiệt nguội rồi mình mới chét trứng lên nha các bạn, rồi mình mới nướng lần hai được. Bây giờ nó còn rất là nóng, khi mình còn nóng giống như này mình không có nên chét trứng lên nó sẽ làm nứt ba cái mặt bánh đó các bạn. Rồi nó cái trứng nó thấm vô, nó không có chín nó không có đẹp. Rồi đây các bạn, bây giờ bánh đã nguội rồi, cũng
cũng nguội rồi nè các bạn. Taylor bỏ cái quạt kế bên để quạt lên đó để cho nó mau nguội á các bạn. Mình mở quạt lên đi. Rồi ở đây Taylor có thêm một cái trứng nè các bạn. Mình lấy cái chồng vàng, mình bỏ cái chồng trắng bớt đi. Rồi mình lấy ít chồng trắng thôi, bỏ qua đây. Rồi mình cho thêm một tí sữa tươi vào các bạn, một tí sữa tươi. Rồi bây giờ mình sẽ quậy lên cho nó đều. Cái sữa tươi này nó làm cho cái bánh, mặt bánh của mình nó bóng, nó đẹp á các bạn. Rồi mình dọn lên cho nó đều. Sau khi mình quậy lên cho nó đều, mình có cái cọ lông lách là mịn nè các bạn. Mình dùng cái bánh này thì mình cần cái cọ lông mịn để quét trứng lên cái mặt bánh ấy, nó không có bị mắc lên cái vân bông của trên bánh đó các bạn. Rồi bên kia thì mình đang mở lò lên mình nướng tiếp đó các bạn. Rồi bây giờ mình chỉ chét sơ sơ, mình chét ít ít thôi các bạn. Nếu mà mình chét nhiều quá mình quét ở bên hông trước nè, rồi bắt đầu mình mới lên tới mặt bánh. Mình quét rất là ít nha các bạn. Ngay chỗ cái vân bánh á, thì mình đi qua rất là nhanh, đừng có quét nhiều quá. Quét nhiều quá cái trứng nó động lại là cái vân bánh của mình nó bị mắc luôn. Lần đầu tiên mình quét nhiều quá mình đi vòng quanh cái bánh trước. Rồi mình mới đi lên cái mặt bánh. Các bạn thấy khi mà thay là quét lên á thì cái bánh của mình nó sẽ bóng hơn nè. Nhớ là để nguội thiệt nguội mình mới được chét trứng nha các bạn. Như chỗ cái vân bánh thì mình chét sơ sơ, đừng có chét lâu quá nó sẽ mất đi cái vân bánh. Sau khi mình chét trứng đều rồi các bạn, bóng hết đẹp hết rồi. Bây giờ mình nướng lần 2. Lần 2 thì Taylor sẽ để nhiệt độ là 315 độ à, mình nướng trong vòng 10 phút. Rồi đây các bạn, Taylor đang lấy cái bánh lần thứ 2 ra rồi nè các bạn. Rồi lấy ra là mình phải xịt nước liền nha các bạn, để cho cái bánh nó không bị nứt, cái loại nó không bị khô các bạn. Ngồi đây các bạn, bây giờ mình sẽ nướng lần thứ 3. Mình sẽ chét trứng giống như lần thứ 2 hồi nãy vậy các bạn. Mình chấm vô cái cọ nè, rồi mình đi vòng vòng trước, rồi mình mới lên trên cái mặt bánh. Các bạn nhớ là trên cái mặt cái vân bánh thì các bạn chét ít thôi, đừng có để cho trứng nó động lại nè chỗ cái vân bánh thì làm cái vân bánh nó bị mờ đi á các bạn. Rồi mình check thêm một lần này nữa là mình nướng 5 phút nữa là bánh đã chín đó các bạn. Đây là muốn chét kỹ nhẹ nhẹ tí nè các bạn. Rồi, lần này Taylor để nhiệt độ là 300 độ F với các bạn, nướng trong vòng 5 phút.
đây là thành quả bánh trung thu thập cẩm trứng muối của Taylor nè các bạn. Bánh nhìn rất là đẹp, cái màu vàng rất là đều. Bánh nhìn rất là mềm nè các bạn, bóng đẹp. Các bạn nhìn nè, rất là đẹp luôn. Cái hoa văn ở trên cái bánh thì rất là rõ ràng luôn nè. Hay là để sau 2 ngày, mình nướng rồi mình để sau 2 ngày, bây giờ cái bánh của mình nó đều, nó mềm rồi các bạn, bây giờ mình có thể ăn được rồi các bạn. Rồi bây giờ thì là sẽ cắt ra một cái thử cho các bạn thấy phía bên trong của cái bánh như thế nào nha. Thì là lấy đại một cái đi. Rồi mình sẽ cắt ra rất là mềm luôn nè các bạn. Đây, cái trứng muối của Taylor nó chạy bên này nè các bạn. Ở trong thì các loại hạt, rồi có thêm lạc xưởng. Cái vỏ bánh thì rất là mỏng các bạn, không có dày. Rồi bây giờ mình ăn thử một miếng. Rồi các bạn thấy cái trứng muối của Taylor nó chạy qua bên này. Rồi. Wow, cái trứng muối rất mềm luôn nè các bạn, không có bị khô. Thơm lắm các bạn ơi. Bánh rất là mềm. Mấy cái hạt ở trong rất là ngon, hấp dẫn. Bánh này mình có thể ăn và uống chè, rất là ngon luôn. Có cái mứt bi đao trong này ăn nó sực sực giống như là mỡ á các bạn, rất là ngon. Đây các bạn thấy là sẽ có cái hộp nó giống như là các bạn mình có thể mua trên mạng. Cái gói này là cái gói hút ẩm á các bạn. Thì khi mình để cái bánh vô giống gì thì mình có thể đem đi cho bạn bè hoặc là gia đình. Thì là có cái nắp nữa nè. Đậy lại các bạn thấy giống như là bánh giống như mua trong tiệm luôn, rất là đẹp. Mình có thể thắt lên cái nơ nữa là đem đi tặng cho bà con hoặc là bạn bè được rồi các bạn. Rất là dễ thương luôn. Thì tất cả những nguyên liệu và công thức thì Taylor sẽ bỏ vào cái khung hướng dẫn. Thì các bạn có dịp thì các bạn làm cái bánh trung thu này cho gia đình mình ngày trung thu cho vui thêm hơn các bạn. Thì nếu các bạn thích cái bánh trung thu thập cẩm của Taylor ngày hôm nay, xin vui lòng bấm like. Và nếu các bạn chưa bấm subscribe, các bạn có thể bấm subscribe ở dưới cái màn hình để theo dõi những cái video tiếp theo của Taylor. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.